ăn đó bị mình ghét nó lắm, mình ghét tiếng khóc của nó. Chị bước từ bậc thang nó lên sẽ nhìn mẹ chị. Chào chị Quỳnh, đến với cái series của em là series Perfectly Perfect Woman. Chị tên là Quỳnh, chị đang là giáo viên mầm non. Chị đang công tác tại trường mầm non Nguyễn Thanh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào make up nhé. Ủa chị Quỳnh sao vậy? Chị phải khóc đâu, tại vì chị vui. Mình vui thì mình phải cười chị ạ. Ok. Em đang nghĩ là hãy để cho chị một cái make up rất là tự nhiên và trẻ trung không? Buổi chiều hôm đó thì có một cái giếng nước ấy, thì mẹ có múc nước ra cho chị tắm với lại các anh em tắm. Cái chú dẫn vào với thì chú mới bảo với cái chú anh là đây là nhà của anh đó vậy đó. Thì mới hỏi mẹ chị là có phải vợ của anh đó không? Thì mẹ chị nói là đúng rồi. Thì họ có chuyện gì không? Thì chú mới bảo là anh đó bị người bây giờ đang ở bệnh viện Chợ Giấy rồi. Trời ơi, mẹ chị nghe được như vậy thì mẹ chị hoảng hốt. Nhưng mà em biết mẹ chị quanh năm suốt tháng là cứ đồng ruộng với lúa thì làm gì có biết chăm đi thành phố đâu. Thì anh hai đi lên làm chủ tịch đi tàu với mấy người chú bác thì đã để chăm sóc cho ba. Mẹ chị chỉ biết khóc thôi. Mẹ khóc thì mới hỏi là sao má lại khóc vậy? Thì má cứ khóc, cái thứ là cũng ôm má khóc thêm, giống như là khóc thêm là phản bản năng của một đứa trẻ vậy đó chứ. Nhưng mà sau này khi mình trưởng thành rồi, mình thấy là sự mất mát, đau đớn như thế nào á. Khi mà mình coi những cái clip năm đó, mình thấy người ta có cha, có mẹ nè. Rồi mình cảm thấy tủi thân lắm, tự nhiên lúc đấy mình mới biết nhận ra là mình đã mất đi người thân yêu nhất của mình. Nhà chị lúc đấy không có nhà để ở nữa. Mà số họ với bà nội ấy thì mẹ là dâu nên là mà mẹ hiền lắm, mà nội toàn là mẹ không biết nhưng mà thương mẹ lắm. Không biết làm sao. Bà nội nói rằng là giờ nội già yếu rồi, không có ai chăm sóc hết, nên là bây giờ phải có một người cháu để chăm sóc cho nội. Nên từ lúc ấy chị không được ở với mẹ chị nữa. Nhưng mà khi chị về ở với mẹ chị được con kiếp thì mẹ chị bị bỏ như vậy á. Em không biết đâu, cái cảm xúc của chị là lần đầu tiên á. Chị bước từ bậc thang nó lên sẽ nhìn mẹ chị á. Là chị không thể nào một kiếm nó lông của mẹ. Mẹ chị không có chỗ để nằm luôn, phải nằm ở hành lang. Phải nhìn rất là đau đớn. Là ánh sao để con nước ao bao điều. Mẹ chị hay tin mẹ mất như vậy á. Chị mới 18 tuổi thôi. Thật sự là nó in sâu trong đầu chị từng ngày từng ngày. Đó là cái khoảng thời gian mà hai đứa có khi chị còn trẻ thôi. Thực ra chị đã lập gia đình rồi và chị có một bé trai 5 tuổi rồi. Nhưng mà trong cái khoảng đó là chị bị trầm cảm trong sân đó. Cái khoảng thời gian đó là chị không bao giờ chị quên được. Bởi vì nó làm cho con người chị nó thay đổi hoàn toàn. Trước đây chị là một người sống vui vẻ lắm. Từ khi chị bị trầm cảm, chị không có nói nghe được cái nỗi lòng của mình. Chị không có chị gái, không có em gái, mà đặc biệt chị không có mẹ nữa. Mà chị cần ở đây là người chồng để chia sẻ, nhưng mà chồng thì không chia sẻ được với chị. Lúc đó là em hiểu nhìn đứa con của mình ghét nó lắm. Mình ghét tiếng khóc của nó. Cái đứa bé của chị nó không giống như một đứa bé bình thường. Nó khóc suốt từ sáng đến tối thôi. Nhưng mà chị làm một cách mà không thay đổi. Nên là chị không thể nào chị ngủ được. Chín tháng trời thì bé nó mới trở về ngủ ban tối. Và chị tạ ơn Chúa là đã ban cho chị rằng là chị vượt qua được nó. Chị sợ là làm con mình bị tổn thương thôi. Sau này khi mà chị đi làm lại, mình cứ bố hết sức này nè. Rồi mình hay nói chuyện, trò chuyện với các con thì mình cũng không thể nào mà buồn được đâu. Từ lúc đó chị cảm thấy là sống như vậy là chị để yêu thương những người thân của mình. Nếu mà mình cần phải giúp đỡ cho xã hội này nữa chứ, đúng không em? Nên là chị muốn rằng là mình đem những cái bản thân mình có để dạy cho các bé, để giúp ích cho đời nè, để ươm những mầm xanh cho cuộc sống, chứ không phải là mình chỉ cứ mãi là như thế. Chị yêu trẻ lắm, tại vì thực sự chị rất là yêu con nít. Nên là chị nghĩ rằng là chắc có lẽ là mình có duyên với các con. Nên là mình sẽ đi theo là dạy trẻ. Nơi chị sinh ra và lớn lên á, dù nó có nhiều chuyện buồn hay là gì đi chăng nữa thì đó vẫn là nơi của chị.
và đó là những người thân chị sống ở đấy. Mà chị chọn cách là mình sẽ đối mặt với nó chứ chị không đúng rồi, chị không muốn rằng là vì nó mà chị phải đi, chị muốn đi về quê hương của mình để giúp cho quê của mình và cái nước này nữa, mà chị muốn gần anh em của chị. Em thấy anh của chị được xuất hiện khá nhiều lần. Tại vì thực sự đúng rồi, anh của chị nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc đời của chị. Chị sinh năm 89 thì anh thì sinh năm bao nhiêu? Anh chị sinh năm 78. Nhưng mà chị gửi lời cảm ơn anh đã nuôi dưỡng và chăm sóc em trong suốt những ngày tháng thì em còn là nhà còn nhỏ. Anh đã lo cho em đi học từng ngày. Thì khi em làm gia đình thì anh đã thương em. Em chỉ có lời để nói đến cảm ơn anh thì hôm nay em muốn cảm ơn anh. Thật sự em gái không có cái gì để đền đáp anh hết. Được cái là hiệu trưởng nào cũng thương chị lắm. Và hiệu trưởng nào cũng nói là còn làm cho em là sẽ đưa em tiến bước lên chứ không phải để em nói dậm chân như thế này. Khi chị tham gia một cuộc thi thực sự nhiều khi trong trường không ai biết đâu. Cái ngày chị đi nhận giải được chiếc cúp về công nghệ, khoa học, công nghệ em thì chị đem về rồi với nhận sự tiền về rồi người ta mới vào chúc mừng ha. Nếu như chị được quyết định chọn được thay đổi cái gì cho à, chắc chị sẽ chọn thay đổi công việc ấy. Và chị sẽ học cao lên. Chị cũng vẫn là bên giấy được bằng ngon thôi. Nhưng mà lúc đó chị sẽ dạy cho các sinh viên của mình từ những cái gì trải nghiệm được chính thực tế của chị, để cho các bạn sinh viên định hướng được rằng là khi ra trường là nó là như vậy. Mình muốn truyền động lực cho các bạn trẻ bây giờ rằng là mình cứ lạc quan lên, chứ đừng có nghĩ về những cái điều bi quan phía sau. Được ba mẹ mình sinh ra có đủ tay chân, đủ khuôn mặt, mặc dù có thể là không đẹp đẽ, không xinh đẹp, nhưng mà mình được lành lặn, không bị khuyến khích cơ thể này, thì mình có thể học rồi trao dồi kiến thức của mình và mình giúp ích cho cuộc sống của mình, cho đời. Chị Quỳnh nghe vậy là em đã hoàn thành xong cho chị cả phần make up và làm tóc, thì bây giờ chị đang cảm thấy thế nào? Chị cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời của chị cảm thấy được là đẹp như thế này. Đại diện cho Lemonade thì em cũng có một món quà gửi tới chị. Chị cảm ơn ekip và chị cảm ơn Ánh rất là nhiều đã cho chị được trở thành nữ chính của chính cuộc đời mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.